Chương trình truyền thế sự kỳ 149 xin được bắt đầu. Trước hết, chúng tôi, bốn anh em trong ban thế sự xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Và trong cái chương trình hôm nay, lời nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin thưa với quý vị để thông báo về cái ngày lễ ra mắt của Hội đồng Người Việt gốc tị nạn Úc Châu sẽ được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, 17 tháng 8 năm 2024 tại nhà hàng International Calivel Bạch Đằng. Thưa quý vị, là trong cái buổi lễ ra mắt này, chúng ta sẽ được chứng kiến những cái vị ở trong cái ban điều hành của Council của cái hội đồng đó, và chúng ta cũng sẽ được nghe những cái ý kiến hoặc là những cái vấn đề mà hội đồng sẽ làm trong những ngày tới. Và nếu mà quý vị có thắc mắc gì ở trong cái buổi ra mắt đó thì xin quý vị trong cái buổi lễ đó thì quý vị cũng có thể là cho ý kiến. Và để tiếp tục chương trình này thì chúng tôi cũng xin thưa về quý vị những cái sinh hoạt của cộng đồng. Cộng đồng ở đây chúng tôi xin thưa là chúng tôi nói tổng quát cho không phải là nói về ban chấp hành cộng đồng. Buổi sinh hoạt của trong cộng đồng vừa qua thì ngày Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 8 vừa rồi đã có một cái tổ chức Lãng Tân Đại Việt đã làm lễ mổ cho giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, đồng thời giáo sư Stephen Young ở Mỹ cũng đã ghé Úc là lời để ra mắt quyển sách nói về ông Kissinger và cái chiến tranh Việt Nam. Thì hôm đó đó chúng tôi cũng có thấy anh Thạch, anh Nhuận cũng có hiện diện trong đó, thì anh có thể là cho khán thính giả biết và cái ý kiến của anh hoặc là về cái ý nghĩ của anh về cái buổi lễ đó. Cảm ơn thầy. Kính chào tất cả quý khán thính giả của chương trình thế sự. Hôm bữa Chủ nhật rồi tôi có tham dự cái lễ mà anh Thái vừa nói đó. Thì đối với tôi, ông Nguyễn Ngọc Huy, người sinh ra ở Biên Hòa, ở Chợ Lớn, người có khi thì ở Chợ Lớn thì ở Biên Hòa, ông qua đời cũng lâu rồi mà còn lúc cũng còn rất trẻ, rất là hăng hái. Kỳ rồi bữa rồi á là đám giỗ lần thứ 34 của ông, vì cho nên là tôi có tham dự và có ghi nhận. Theo như Thái hỏi thì tôi có ghi nhận thế này nè: dầu rằng mùa đông đang là trọng đông, đang là giữa mùa đông ở nước Úc này, nhưng mà số người tham dự cũng khá đông. Nhưng cái khá đông đó tôi nhìn đi quẩn lại đó, là trong ban tổ chức hết vài chục người rồi, còn cái số những người U80 như tôi, như anh Thạch được đó, thì cộng lại cũng vài chục người nữa. Đó là cái những người mà có quan tâm đến cộng đồng, không phải quan tâm đến cá nhân nữa, không quan tâm đến cái tổ chức nữa, mà quan tâm đến chuyện chung. Tức là cái tổ chức mà Tân Đại Việt của ông cố giáo sư Nguyễn Hồng Huy đó, là tổ chức đấu tranh để mà chính trị, để mà thay đổi Việt Nam, chứ không phải là tụi tôi ủng hộ cá nhân nào đó. Nhưng rất tiếc là trung tâm cộng đồng là trung tâm Việt chung, mà ở đây á, cái ban chấp hành cộng đồng của người Việt tự do ở đây luôn luôn nói rằng đoàn kết hỗ trợ này kia, nhưng quanh đi quanh lại không phải tò mò. Nhưng mà tại vì anh em tôi đó ít khi mà ngồi ở trên ghế hàng đầu đó, anh em tôi hay ngồi dưới này để mà nó thoải mái hơn, có phát biểu ý kiến thì cũng lên phát biểu thoải mái hơn, không phải mà khoanh khoanh tay cúi đầu đâu, thấy không? Vì vậy mà anh em tôi ở dưới chúng ta mới thấy được rằng tại sao mà nói vấn đề đoàn kết, vấn đề này kia, chúng ta giữa cộng đồng đấy không có ban chấp hành cộng đồng, ban chấp hành cộng chỉ có ông Thắng ông Hà Cao Thắng còn bên cụ quân nhân có ai không? Bên cụ nhân tôi là cụ nhân, cho nên tôi đặt vấn đề lên nặng chút. Tôi thấy nghe có đọc tên người tham dự hôm nay ông Phan Huy Bách, chủ tịch gì đó, mà chả thấy ông Phan Huy Bách ở đâu, ông làm cái gì? Thì vậy rồi mới mốt anh kêu gọi những người khác gì. Tôi thấy ông Phan Huy Bách có kêu gọi về vấn đề đã kích bà bên hội phụ nữ về chuyện đó, tôi đồng ý, tại vì bên đó làm sai thì mấy anh có ý kiến, nhưng mà mấy anh cũng phải có mặt chứ.
Tại sao mấy anh bộ giao cái việc mà đấu tranh cho người khác rồi mình ở ngoài chỗ ta chơi à? Thì cái đó chúng tôi rất trách mấy ông. Mấy ông nói gì về sức khỏe, mấy ông nhỏ tuổi hơn tôi thật ra thẳng với ông Phan Huy Bách, ông Lâm Xuân, ông Nguyễn Minh Tiền nhỏ tuổi hơn tôi, nhỏ tuổi hơn Thạch nữa. Nhưng mà tại sao mấy ông một quen bơ sữa rồi sao mà trời lạnh này chút là chịu đựng không được? Bản thân tôi rồi, ô 80 rồi nhưng mà tôi chịu được đó. Tôi nói với mấy ông vậy, vì vậy á, tôi nhắc lại á, thì mấy ông nhắc lại kỳ trước thì 148 á, tôi có nói hai câu ca dao hơi tục tiểu chút á, chân mình nín kiếp mê đó, nhưng mà mấy ông lại lấy đuốc đi rơi chân người đó. Thì lần này cũng vậy, mấy ông không có mặt đó, nhưng mà nếu ai làm gì vậy á, thì mấy ông sẽ chỉ trích bằng ba cái thông báo, ba cái cảnh báo, ba này kia nữa. Vì vậy thứ anh thấy về mặt mà số người tham dự á, tôi nói lại là cũng khá đông đấy, nhưng mà hình như là cái trung tâm đó để mà cái phe này rồi ở đứng ngoài vỗ tay chơi kia coi phe kia làm có được không, rồi người ta làm được không vỗ tay đâu, và dịch lá tìm sâu, dịch lông tìm vết để coi có cái gì làm sao đó. Đó thì tôi biết có nhiều cái việc mà lặt vặt nữa, nhưng mà để anh Thạch, anh Hùng rồi có ý kiến rồi sau đó tôi có ý kiến anh Thái. Dạ vâng, cảm ơn anh. Tôi xin thêm với anh Hùng đó, tức là hôm đó tôi thấy là cái sinh hoạt ở cái đám giỗ của Ngọc Huy á, thì cái nhóm của bên kia, tức là cái nhóm bên cộng đồng á, là cái nhóm của quân nhân á, cái nhóm của những người mà chống lại cái ban chấp hành của Huy đó thì hầu như là không có, mà đặc biệt á, là bên cựu quân nhân là cái ông Phan Huy Bách á, lại có tên, có đọc tên nhưng mà không thấy ông ta ở đâu. Thì chúng tôi không biết rằng là ông Phan Huy Bách có nhận được cái thư của bà Ngọc gửi cho lại hay không, và ông có trả lời hay không. Nếu ông có trả lời là ông đi á, thì ông cũng phải cho biết là ông nên đi. Còn ông trả lời là ông không đi á, thì bà Ngọc bà sẽ không có giới thiệu ông. Nhưng mà đằng này á, bà Ngọc giới thiệu ông, có tên ông nhưng mà không thấy ông ở đâu hết. Chúng tôi tìm vòng quanh này không thấy ông ở đâu hết, và cũng không thấy những cái người trong cái phe nhóm của ông ở trong cái ban chấp hành hội cựu quân nhân. Thì chúng tôi cũng không lấy làm gì ngạc nhiên, vì ông Nguyễn Ngọc Huy là một người gọi là người anh hùng, một người mà có công đóng góp cho cái Việt Nam Cộng Hòa, là một người có công, cũng như các vị tướng lãnh hay là các vị tướng lãnh tổng tiếp đại khái như vậy thì chỉ là đều là những người có công với Việt Nam Cộng Hòa, và những người đáng được chúng ta kính nể và đáng được chúng ta trân trọng. Tuy nhiên ông Nguyễn Ngọc Huy kỳ này á, thì lại quý vị này không tham dự. Thì tôi cũng nghĩ lại là chẳng phải đây là lần đầu, mà là rất nhiều lần cộng đồng đã tổ chức cái ngày giỗ của các vị tướng lãnh, cái ngày truy điệu các vị tướng lãnh, ngày giỗ cổ nghiệm, quý vị cũng là điều vắng mặt. Ủa vắng hả? Vì là lý do là tại sao? Đã, nhưng mà cái ngày á, mà gọi là kết nối yêu thương, cái ngày mà là cùng nhau xây dựng tuổi trẻ yêu thương, thì quý vị có mặt, ngay cả cái ông Phan Huy Bách á, thì ông cũng có mặt, ông chụp hình với người đẹp, rất là, tôi thấy rất là đẹp trai, nghe không? Thì tôi không hiểu rằng là ông Phan Huy Bách này, ông lên ông làm cái chủ tịch cựu quân nhân, mà bây giờ chủ tịch tổng hội nữa nha, tôi là lớn lắm ạ, nó là đại diện cho cựu quân nhân trên toàn quốc, mà ông không bao giờ nghĩ tới cái sự hy sinh của các vị tướng lãnh, ông không bao giờ nghĩ tới sự hy sinh của những người mà đóng góp cho cái Việt Nam Cộng Hòa.
mà ông chỉ nghĩ tới và ông chỉ lưu ý tới và ông chỉ trân trọng đến những cái tuổi trẻ yêu thương bằng những cái hình thức mà ông tham dự những cái buổi tiệc như vậy. Thì nếu mà chúng ta phê bình ông Phan Huy Bách á, thì cũng không có cái chuyện gì để phê bình, bởi vì không đáng, ông không đáng tư cách để mà phê bình. Tôi chỉ nói như vậy mà thôi. Nhưng mà tôi mong rằng nếu ông không có đủ tư cách thì ông đừng nên ra ứng cử hội cựu nhân, đừng nên ra tham gia cái hội cựu nhân, để cho cựu nhân khỏi mang tiếng, để cho những tập thể của những người cựu nhân khỏi mang tiếng. Đó là cái điều tôi mong muốn như vậy. Thế nào có gì không? Dạ, cho tôi xin đóng góp về cái vụ mà ông Phan Huy Bách và cái buổi lễ tưởng niệm của ông Nguyễn Ngọc Huy. Không biết ở đây có phải là có ý đồ hay không, chuẩn bị trước mà qua cái sự việc mà nó xảy ra thì tôi nghĩ là có. Thứ nhất á, cái việc mà cái tập san này nó ra cũng đã lâu rồi, cũng có hơn tháng nay rồi, và mọi người ta đều biết cái vụ này. Thì đùng một cái á, ông Phan Huy Bách ông lại ra một cái tuyên cáo. Trước đó, trước khi mà cái buổi lễ tưởng niệm ông Nguyễn Ngọc Huy thì Phan Huy Bách lại ra một cái tuyên cáo, rồi sau đó tiếp tục con thắng là bồi một cái nữa, là một cái thông cáo nữa cũng về vấn đề này. Nhưng mà cái ông Phan Huy Bách á, thì ông ra ông rất là nói nặng, nó lên tiếng rất là nặng nề, khiển trách, chê bai, chửi rủa, và yêu cầu bà Ngọc á, là phải làm cái này, phải làm cái kia, nên là nếu mà không làm là chắc có vấn đề. Cái việc đó, nhưng mà khi mà đọc cái thông cáo của cái ông Hà Cao Thắng này, ông trong cái ban chấp hành là toàn là dân có học không anh chứ. Bà Tuyết Phượng là thạc sĩ tuyên truyền báo chí của Việt Nam, chứ phải giỡn đâu. Ông lấy bà tiếng Việt Nam, bà ông rành à. Tôi nghĩ là bà rành tiếng Việt, mà bà rành tiếng Việt của Việt Cộng thì có, chứ còn tiếng Việt mà của Việt Nam Cộng Hòa thì bà không biết. Trong cái bài mà cái thông cáo của ông Hà Cao Thắng á, có cái phần mà tôi thấy bà này, bà biết như thế nào mà chúng ta cũng không này, phản đối sự xâm nhập hoặc là lấn sân. Lấn sân là gì? Của nhà độc tài cộng sản. Có ai bao giờ mà gọi những cái bọn mà hại dân bán nước vào nhà không? Từ là nhà trí thức hay là nhà yêu nước hay là... Cộng sản mà Hà Cao Thắng gọi là nhà. Đáng lẽ như vậy là Hà Cao Thắng. Nhưng là cái việc mà Hà Cao Thắng là cấu kết với là ông Phan Huy Bách ấy, là đó có cái định hướng, cái chỉ tiêu rõ ràng, nghĩa là muốn phá hoại cái việc biểu tình này, cái việc mà tưởng niệm ông Nguyễn Ngọc Huy và buổi ra sách của ông Stevenson. Mà tôi hình như cứ nghe nói á, anh Hà Cao Thắng này vào đặt cái bài diễn văn gì đó mà hình như là không có nói gì về vấn đề ông Nguyễn Ngọc Huy hay là cái cuốn sách của Kissinger, nhưng mà nói cái chuyện đâu là dựa lợi dụng cái việc mà tưởng niệm ông Nguyễn Huy lại đánh các cái cộng đoàn, các cộng đoàn, hình như có phải như vậy không? Về vấn đề này tôi xin thưa quý vị khán thính giả để cho tôi tiếp cái lời anh Hùng đó. Anh Hùng đang phân tích cái ý nghĩa của những cái chữ, những cái từ dùng ở trong cái thông cáo. Nhưng mà tôi ở đây, tôi xin thưa quý vị khán giả, tôi muốn nhấn mạnh về cái tinh thần của cái thông cáo của cộng đồng, chứ không phải là cái về cái chuyện mà chữ nghĩa đó. Một bên là chữ nghĩa của Việt Cộng thì nó khác, mà chữ nghĩa của quốc gia thì nó khác. Thì chúng tôi bỏ qua cái vấn đề đó và để qua một bên, chúng tôi nói về cái tinh thần của cái thông cáo của cái cộng đồng. Thì trong cái tinh thần thông cáo của cộng đồng đó, thì có một cái đoàn mà nói rằng là bà Đặng Kim Ngọc đã ngỏ lời xin lỗi, nhưng mà cái lá thư của bà Đặng Kim Ngọc theo ban chấp hành nói đó, thì không nêu lên những cái điểm gì cụ thể, cho nên ban chấp hành không biết gì cả. Cho tới khi mà ban chấp hành đọc được cái thông cáo của hội cựu quân nhân mới vờ lè ra rằng cái bà Đặng Kim Ngọc qua cái tờ tập san, cái tờ tập sự phụ nữ diễn đàn đó và qua cái đài bài báo đó đã tạo nên một cái dịp xâm lấn cho cái chữ nghĩa của cộng sản, nó xâm nhấm vào cộng đồng. Thì cộng đồng mới biết rằng là bà Ngọc đã làm trật. Đây tôi xin đính chính của một điểm của ông bạn tôi ở đây, ông Nhuận, ông nói
cái hội phụ nữ, cái này không có phải là của hội phụ nữ, không phải hội phụ nữ của bà Ánh Linh, không phải. Cái này là một cái nhóm độc lập làm ra một cái tờ báo vậy thôi. Đó, cái nhóm độc lập rồi gồm có là bà Đặng Trung Ngọc là chủ nhiệm, cái Tôn Nữ Ly là chủ bút, và cái cô Trần Vĩnh Xuân là cái người điều hành. Đó, ba người đó. Thì ba cái người đó nó không có chân ở trong cái hội phụ nữ, mà có ra có thì cũng cái bà Anh Linh bà cũng xây trừ ra, không có nằm ở trong đó, là tại vì nó dính vào cái bài thơ nằm ở trong cái trang 49 của cái tập báo đó. Cái kỳ rồi, kỳ 148 rồi đó, bà Đặng Kim Ngọc có giải thích chuyện đó. Vâng. Tôi ghi nhận. Dạ, thật ra anh nói lại tôi cũng khá nhận chuyện đó nha. Vâng, vâng. Nhưng mà có một cái là tại con người tôi là con người không biết thế nào, phải không? Nói chung là dân, hồi xưa tôi là dân đường phố mà, dân biết ít mà. Cho nên tôi nghe ông Thạch ông nói với ông Hùng nói đó, thì tôi có coi ở trên cái một clip đó, tôi thấy bên cộng đồng nè, mà những người dính líu với ban chấp hành cộng đồng với hội cựu nhân dữ lắm, đang quảng cáo một cái chương trình đại nhạc hội gì đó, và tôi thấy tôi cười, tại con người tôi là con người hoàng xuyên mà, có tầm bậy bạ mà, không có đạo đức gì hết đó. Cho nên tôi thấy tôi nghĩ cái tục liền à, tôi dòm trong đó tại sao có mấy cái chuyện quảng cáo thuốc màu xanh đó, thuốc hình tam giác màu xanh đó. Vậy là cái nếu mà cái một bữa ăn qua một người vậy là 250 đồng, một bàn là 10 người là 2500 đồng đó. Thì nếu mình đi dự vậy là được phát không mấy chuyện đó. Chứ tôi giờ đó giờ tôi chưa có xài thuốc, nhưng mà tôi muốn đi để tôi xin về với anh Hùng. Bao gồm dạ. Cái này là cái chương trình quảng cáo của trình, mà cái chương trình tên nó cũng lạ lắm. Dạ. Bác sĩ 2. Mà ở đâu trên Boston Park gì đó. Nhưng mà cái poster này á, thường thường người ta quảng cáo ta đưa hình này kia. Cả tài tử rồi, cả ca sĩ rồi á. Gì đó. Nhưng mà trong cái poster này anh chơi luôn hai viên thuốc. Mà cái này là chương trình là nhạc sâm sơn mà nhạc Việt. Nhạc Việt. Mà cái này nó mất tiền lắm mà nhạc sĩ này ở Việt Nam qua. Mà nói về nhạc sĩ Việt Nam qua, tại sao Hà Cao Thắng nó để im ru vậy? Anh coi lại coi hình như cái người mà trong ban tổ chức là một người cũng một người phụ nữ cũng là có tiếng ở đây phải không? Còn trẻ như có tiếng ở đây cũng làm bách sành bách chiếc dữ lắm không? Cũng ở trong cái nhóm đó, quảng cáo thì có tên của người đó. Cũng làm gì đó chứng hung thú rồi, cho nên dạ. cái kỳ rồi đó, nó có dữ liệu không? Tôi thấy cũng đặt vấn đề đây như là cái nhóm này ấy, mà toàn là trẻ mà ở bên Việt Nam qua. Còn người tổ chức nữa. Mà người tổ chức thì là của Derek Lee gì đó, quảng cáo. Mà vấn đề đặc biệt là mắc tiền lắm, không phải rẻ. Một cái vé 200 à. Cái vấn đề mình đặt ra. Không phải là mắc tiền rẻ tiền gì, không phải là hay dở gì. Mà vấn đề nó có dính líu tới vấn đề đạo đức xã hội, thì hỏi vậy chứ bên ban chấp hành cộng đồng, bên tư vấn giám sát có thấy cái đề đó hay không? Từ xưa đến giờ chúng ta không bao giờ thấy một cái poster mà có thêm hai viên thuốc. Đây là đầu tiên chúng ta thấy poster, mà thường thường ở đây là hình thức mà gián tiếp cổ động cái vấn đề có thuốc kích thích á. Tại sao tự nhiên đi ca nhạc tuổi trẻ mà dựng gông này là thêm á? Quảng cáo có hai thứ, nghĩa là gián tiếp không nói ra, chứ mình coi cái này là mình gián tiếp. Anh coi là anh được có hai viên thuốc. Tôi nghĩ là hai viên thuốc này đó là trong theo cái lộ tuổi trẻ yêu thương á, tức là một số mấy ông già thì lúc lên nhảy thì là không có đủ sức, thành ra là phải có hai viên thuốc này uống vô, là bởi vậy cho nên nó mới có giá 200. Chứ nó cộng là ba viên thuốc luôn á. Trong cái thông cáo, của Hà Cao Thắng á, yêu cầu các hội đoàn chung tay với lại Hà Cao Thắng để mà đánh tan những cái xâm nhập cộng sản. Xâm nhập cộng sản hay là những cái đoàn nào mà nó gọi là nó lợi dụng mà đấy. Nhưng mà cái vụ này nó rõ ràng không thấy Hà Cao Thắng nói gì hết à. Trong Hà Cao Thắng về là nắm đầu mấy cái hội đoàn đi ra chửi bới.
Thưa quý vị khán giả, tôi xin trở lại cái vấn đề của ban chấp hành ở trong cái việc mà tham dự cái ngày lễ giỗ của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Cái điểm đáng nói ở đây và chúng tôi xin nhấn mạnh để quý vị khán thính giả biết là khi mình đi dự cái lễ giỗ của một cái vị anh hùng dân tộc, có thể gọi giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là một vị anh hùng của dân tộc. Tuy nhiên là anh hùng ông bị gãy gánh giữa đường, ông mất sớm, thành ra thì mình phải lấy tiếp tục để mà đốt cái lửa đó lên để mà trong cái vấn đề yêu nước. Thì tôi nghĩ rằng nếu quý vị khán thính giả cũng như là ông Hà Cô Thắng đi dự cái lễ đó thì ít nhất là trong cái bài diễn văn đó, ông phải nói những cái điểm nào của ưu điểm của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Đồng thời trong cái buổi lễ mà ra mắt cái cuốn sách mà Kissinger là kẻ phản bội đó, thì phải nói lên những cái gì đồng ý là ông Thắng ông xin sao đẻ buồn ông biết, nhưng mà ông đã nói đã nghe được thì ông phải nói trong cái buổi đó. Ông là đại diện cho cái cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales. Mà nói về cộng đồng người Việt tự do thì tôi cũng nói thêm một điểm nữa là có rất nhiều cái thông cáo mà ở trong cái thông cáo này thì đồng ý là có cái chữ cộng đồng người Việt tự do, nhưng mà rất nhiều cái thông cáo khác không có ở dưới không? Cộng đồng người Việt, và ở dưới đó thì trân trọng kính chào ban chấp hành cộng đồng mà thôi, okay. Không còn cái gì nữa, không biết ai ký tên, cũng không biết ai ra cái đó. Nhưng mà nếu mà tôi xin trở lại, nếu mà ông Hà Cao Thắng đi tới cái chỗ đó thì ông Hà Cao Thắng đừng có lợi dụng cái diễn đàn của cái buổi lễ giỗ mà làm chia rẽ cộng đồng bằng cách nói là sẽ đã có nhiều cái đoàn thể lợi dụng chia rẽ, không có hợp tác, không có điều hợp tác với cộng đồng mà xây dựng của cộng đồng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu quý vị để tâm vào cái tâm điểm của cái buổi lễ đó thì quý vị sẽ không xảy ra những cái dù mà mày nói gì thì nói, tao làm việc của tao đó. Thì cũng có nhiều vì mà tôi thấy cũng có rất nhiều vị trên nó nói thì trên cứ nói, dưới ngồi bấm máy thì cứ bấm, tôi không biết là họ tới đó cái tâm càng họ bỏ đâu. Anh biết ai bấm, anh không biết làm. Tôi thì tôi không biết ai bấm này, nếu mà anh có ai bấm nó thì anh vô trung hình đấy, họ vô trung hình đó là anh làm, anh quay máy thì anh làm, anh có cái hình đó anh bỏ vô cho đồng bào người ta thấy. Tôi có cái ghi nhận với anh Thái. Dạ. Tại vì tôi vô đó cũng có thời giờ đó, thành ra cũng gặp bạn bè rồi là khi anh biết nói chuyện này. Tôi thấy hai cái bức tượng của Tổng thống Thiệu, Tổng thống Diệm đó. Dạ. Hoàn toàn không có một cái tôn trọng ghi thức gì hết, mà cái bông nó qua vậy lại là úp vô qua tường rồi. Anh có để ý không? Rồi sau đó thì tôi biết là có lẽ bà Ngọc hay là trong ban, mấy anh em trong ban tổ chức á, thấy cái gì đó nó hơi kỳ hay ngại ngại đó mới đi sửa lại. Cái đáng lẽ là bên cộng đồng đều phải làm cái đó chứ, phải không? Thì phải để đó, nếu mà không á, không mua được qua tươi đó thì qua ni lông để đó, hay là mình cái hương để đó này kia suốt thôi, chứ tại sao mà lại lật dấu vô, phải không? Rồi có người nói tôi nè, tại vì liên quan tới ông chủ tịch Hà Cao Thắng, ông tiến sĩ đó, thì tôi thì với cái tuổi này cũng điếc láp rồi, nghe cũng không rõ trăm trăm nữa, nhưng mà ra mấy ông nói có người nói tôi là ông Hà Cao Thắng á, tại sao ông nói chuyện mà chỉ trích cái nọ kia, mà ông Thắng ông chỉ trích cứ chỉ trích thẳng đến đây, chỉ trích thẳng hội nào làm cái đó, hội nào làm cái đó, hội nào không hợp tác, hội nào có thập kỷ bánh xe đó, chúng tôi mời ông lên đây thẳng, chúng tôi sẵn sàng nói hội A hội B hội ông quan quy bích, hội ông gì đó là tập kỷ bánh xe, chúng tôi sẵn sàng nói, chúng tôi không giữ chức nhiệm gì mà chúng tôi dám nói. Ông lên vậy, chúng tôi mời mấy ông lên đây lên cái đài của tôi nè, để nói đó, để nói gì, để dạch cho rõ, để cho họ làm. Nhưng mà có một cái gì mà đồng chí thủ tướng được đến đây mà hội đồng quân nhân, ban chấp hành cộng đồng liên bang với tiểu bang không hề kêu gọi đồng hương biểu tình chống đấu để cho phòng chính xuất hiện ở camera, thì tôi hỏi đây là những việc làm của
hội đồng nhân dân hay là ban thường vụ hội đồng nhân dân thì ra dành cho nhân viên đó. Thưa anh, cái sự ban chấp hành mà kêu gọi đồng hương, kêu gọi các hội đoàn đoàn thể mà cộng tác với ban chấp hành để mà tố cáo hoặc là để mà chống lại những cái sự xâm nhập của cộng sản á, thì tôi thấy trong cái văn thư, trong một cái thông báo mà của cộng đồng gửi á, thì có như thế này đó, là phản đối sự xâm nhập hoặc là lấn sân của nhà độc tài cộng sản dưới bất cứ hình thức nào, và ban chấp hành kêu gọi các hội đoàn và đoàn thể của cộng đồng hãy giúp ban chấp hành trong công việc ngăn chặn và tuyên cáo của cộng đồng để chúng ta có một tiếng nói vững mạnh hơn. Đó, mọi chi tiết sẽ liên lạc với cộng đồng. Thì theo cái thông cáo này thì chúng tôi thấy rằng là ông Hà Cao Thắng thật là ông cũng đã là lo cho cái sự an nguy của cộng đồng là bị có cái sự xâm nhập hoặc lấn sân của nhà độc tài cộng sản. Thì chúng tôi sắp tới đây thì chúng tôi cũng sẽ có cái vấn đề là chúng tôi sẽ cộng tác với là ông Hà Cao Thắng trên mọi phương diện. Đặc biệt nhất đó là theo những mình cộng tác với ông Hà Cao Thắng trên phương diện mà chống lại cộng cái cộng sản, sự xâm nhập cộng sản, thì mình cộng tác cho ông trên cái phương diện nào đầu tiên? À, thì đặt cái câu hỏi này rất khó, nhưng mà theo cái quan điểm của tôi đó thì mình là tất cả các hội đoàn đây sống với cái dù của cộng đồng. Cái cộng đồng là ra một cái chính sách, mà xin lỗi tôi nói tiếng Anh là policy đó. Cái policy của cộng đồng thế nào thì mình sẽ làm đó. Mình không thể vượt qua cộng đồng, mình không dẫm chân cộng đồng để làm cái gì khác. Cho nên ông Hà Cao Thắng, ông cho kế hoạch, ông cho cái đường hướng dẫn, chúng tôi sẽ làm. Nếu chúng tôi thấy cái đó đúng, còn chúng tôi thấy không đúng, chúng tôi có sẵn sàng ý kiến trực tiếp với ông một cách rất là xây dựng, không đã phá không dịch, mà chúng tôi dịch ra cái làm sai cái nào đúng theo cái kinh nghiệm chúng tôi. Và tôi lặp lại trả lời anh Thạch đó, tôi lặp lại với ông Hà Cao Thắng này, muốn như vậy đó, là mấy ông phải hoạch định, nên anh đưa ra policy chúng tôi phải theo. Chứ bây giờ chúng tôi thấy mà chúng tôi làm, thí dụ như mấy anh em làm ở cái tượng đài năm người năm tướng như bên tao đó, thì mấy ông đắp tay vẫn mặt làm ngơ. Nếu chúng tôi làm, nếu những người đó mà làm xấu á, là mấy em chỉ thích cỡ nào, mà mấy em làm tốt thì thôi. Thì chúng tôi rất sợ cái vết xe đó. Vì vậy mà nghe đặt trả lời anh, nghe đặt chứ trả lời nữa, là khi nào họ cho một cái chính sách đàng hoàng đúng đắn thì mình sẽ theo đó. Vậy thôi. Xin thêm chút xíu về vấn đề cái câu hỏi này. Chúng tôi á, anh em chúng ta đã luôn luôn lên tiếng vì cộng đồng. Ví dụ như cái việc mà ông bác sĩ Tiến á, trong cái buổi mà tổ chức mà đêm văn nghệ mà báo cáo kết quả, thì ông Tiến không có cho ban chấp hành cộng đồng mượn 72 ngày. Chúng ta thấy cái vấn đề cho mượn như vậy nó có vấn đề không có đúng đây. Chúng ta có đặt vấn đề câu hỏi. Thì đó là chúng ta góp ý xây dựng, chứ không phải chúng ta làm cái gì. Nhưng mà bù lại, ban chấp hành của Hà Cao Thắng có đã động gì đó không? Luôn cho tới hôm nay là 3-4 tháng rồi, không có nghe Hà Cao Thắng nói về vấn đề số tiền này. Đó là thứ nhất. Thứ nhì, chúng ta đã gửi thư cách đây gần một tháng, mời Hà Cao Thắng và ban chấp hành, bất cứ ai, lên trên chương trình của chúng ta để mà trình bày cái việc làm của họ và cái kế hoạch của họ là như thế nào, để cho bà con biết, thì họ coi chúng ta như phước lệ, không có thèm đá động gì đến. Trong khi thì Hà Cao Thắng và ban chấp hành, toàn bộ ban chấp hành lại xuất hiện trong một cái đêm gọi là đêm quảng cáo cho tuổi trẻ yêu thương, gọi là môi giới hôn nhân. Thì Hà Cao Thắng nè, Trần Nhân nè, toàn ban nữa là Túy Phượng nè, nói tên để cho bà con ta biết, chứ không thôi mình cứ nói toàn ban không biết ai. Túy Phượng, Hà Cao Thắng, Túy Phượng, Trần Nhân,
Rồi là gì nó hiếu trung, tất cả đều xuất miệng và lên trên đó quảng cáo cho cái chương trình này cùng với Lưu Tường Quang, cùng với Phan Huy Bách, họ chụp hình họ khoe, không phải chúng ta phải khoe. Thành ra việc á, họ mình liên lạc với họ để họ hợp tác, anh em làm thì họ không làm, trái lại họ lại phê phán chúng ta là này là kia. Tôi nghĩ là họ không có mục đích, là họ không hợp tác chúng ta. Bây giờ tôi đi nói này, tôi xin nói này, tôi cảm ơn anh Hùng mỗi ngày bây giờ tôi biết là thứ sáu này có một chương trình nhạc DJ gồm các nam nữ ca sĩ từ Việt Nam trình diễn tại cái nhà hàng Việt Nam ở trên đường Phát Thanh Tạc là Sơn Đức Hiếu, mà là trong đó lại có một cái người là con của công phó hội, lại kêu gọi bạn bè đi tham dự cái chương trình đại diện của các sĩ Việt Nam, thì mấy anh nghĩ sao, anh Hạnh hay là anh Hạnh sẽ không cho ý kiến ạ? Thưa anh, như thế này này, theo sự kêu gọi của ban chấp hành cộng đồng á, là cái sự xâm nhập của và lấn sân sâu của nhà độc tài cộng sản, thì chúng ta nên cộng tác với ban chấp hành cộng đồng. Thì trong trường hợp này đó, thì nếu ban chấp hành cộng đồng mà họ yểm trợ cho cái ban này á, thì chúng tôi cũng sẽ cộng tác với ban chấp hành để mà còn chúng ta đặc biệt á, là trong cái vấn đề mà cộng sản đã lấn sân sâu và xâm nhập á, thì chẳng hạn như là cộng sản họ đã tổ chức buổi lễ ở Paramita, các phái đoàn cộng sản từ cao cấp qua bên đây mà cộng đồng không có tiếng nói gì hết, thì chúng ta cũng nên yểm trợ cộng đồng chuyện đó mà, tại vì cộng đồng kêu gọi mình yểm trợ mà. Thì không biết là anh nghĩ rằng là cộng đồng họ kêu gọi mình yểm trợ cộng đồng để chấm dứt những cái chuyện đó, những cái vụ mà liên can, những vụ mà liên can với việc cộng á, thì ông Hà Cao Thắng á thì ông điểm lùa, trong khi chúng ta chờ ổng cho tới mọi mòn con mắt, không làm thì chúng ta làm thì ông chửi chúng ta là gây chia rẽ. Không, nhưng mà ổng kêu gọi chúng ta phải cộng với cộng đồng để mà... Thì ổng kêu gọi như vậy, nếu mà mình nghe lời ổng là mình không có phản đối gì hết, mình không có làm tuyên cáo, ổng không có... Như là thì mới vừa ý của ông Hà Cao Thắng này. Tại thì đúng rồi. Phải không? Thì ổng ý của ổng là vậy đó, ý của ổng là cái nào mà ổng... mình phải cộng tác với ban giám khảo, nghĩa là phải làm theo đúng, định hướng của Hà Cao Thắng. Cho nên Hà Cao Thắng biểu sao là mình mới làm. Cho nên là khi mà cộng sản qua đây là ông lớn gì qua đây hội hợp cái gì là tổ chức văn nghệ gì là im ru, thì theo ý vậy là mình sẽ làm theo ý của Hà Cao Thắng. Anh nghĩ là tôi xin phản đối cái vụ mà anh nói. Bây giờ anh nói thì mình nói cho thẳng thừng ra cho khán thính giả mình người ta hiểu. Chúng tôi cực lực phản đối tất cả những cái gì mà ban chấp hành làm mà không đúng với nội quy của cộng đồng. Nội quy của cộng đồng là ban chấp hành không có dính dáng gì với cộng sản, hai người cộng sản. Và tôi xin nhắc thêm một điểm nữa là quý vị, khi quý vị đi vượt biên, quý vị tới đảo, bất cứ đảo nào, Mã Lai, Ấn Độ, Hồng Kông, quý vị lên gặp phái đoàn Úc, thì quý vị đã có một cái tờ giấy xanh xanh mà quý vị tất cả cũng còn nhớ. Đó là visa đi vào nước Úc. Thì quý vị khi đó là quý vị đã khai với cái cao ủy và khai với phái đoàn Úc. Tôi là cái người tị nạn cộng sản, không được với cộng sản mới vừa ra đi. Quý vị phải nhớ những cái điều đó mà chúng tôi. Và ở đây chúng tôi xin cùng nhân dịp ở này, chúng tôi xin cái hội đồng người Việt gốc tị nạn chúng tôi luôn luôn giữ cái căn cước tị nạn ở trong tim, và những người nào mà làm trái ý
và trái với nội quy thì chúng tôi sẽ phản đối, mặc dù những cái người đó cộng đồng trong thời gian vừa qua thì quý vị cũng thấy đó là cộng đồng không bao giờ lên tiếng tất cả những cái gì đó. Bây giờ là Parramatta này, ở trên cao sổ Parramatta treo cờ đỏ sao vàng tùm lum, bây giờ ở đây thì theo như một quý vị khán thính giả ở ngoài gọi vô cho biết là sẽ tổ chức một cái buổi văn nghệ có giới trẻ mà đăng quảng cáo thì có thuốc có men gì trong nữa, tôi không biết thuốc gì, nhưng mà những cái đó đó để tôi thấy ban chấp hành cần phải lên tiếng và nói rõ ràng cho bàn dân thiên hà, để cho cái người đồng hương người ta biết đó là cái việc làm chính yếu của ban chấp hành. Cuối cùng là chúng ta anh em phải biết rằng là cái ông phó hội đây này thì ra thông báo là tuyên truyền là cao độ, không nói cao độ mà trong khi là con gái lại kêu gọi bạn bè đi tham dự cái chương trình kinh di và cái sống này thì các anh nghĩ sao ạ? Giờ tôi xin được phép trả lời cái vị độc giả không ạ? Xin quý vị nghĩ cho rằng là những việc làm của hội cựu quân nhân New South Wales mà đại diện là ông Lâm Xuân hay là ông Triền hay là ông Bách là cái việc, những cái việc làm đó nhìn ở ngoài nhìn vô và ban chấp hành phải lấy đó những cái điểm để mà chấn chỉnh lại cái chuyện mà chống cộng. Xin cảm ơn quý vị độc giả đã gọi vào và cũng mong rằng là những cái người khác, những cái quý vị độc giả khác cũng có thể có thời gian rảnh rỗi để gọi vào và giúp ý kiến cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Tôi có cái điều kiện này, cái chuyện này đó, tức là ban chấp hành có nói là sự xâm nhập hoặc lấn thông của nhà độc tài cộng sản, những cái việc giống như là qua đây tổ chức văn nghệ, những cái việc giống như tổ chức ngày sắp tới ở đây, những cái việc như là không có tôn vinh những cái ông tướng hay là những cái vị mà có công với Việt Nam Cộng Hòa, họ gọi là tẩy chay này kia đó, đó có phải là cái việc lấn thân của cộng sản, lấn thân của nhà độc tài cộng sản không? Lấn thân, tại vì họ không muốn cái người Việt ở đây mà làm lễ hay là cựu nhân ở đây mà làm lễ các ông tướng, họ không muốn, cho nên họ không đi tham dự. Đó là một hình thức lấn sân của cộng sản. Họ muốn tổ chức những cái buổi văn nghệ hay là treo cờ Parramatta, đó là hình thức lấn sân của cộng sản đối với người Việt. Mà cộng đồng á thì không có nói gì hết trơn, không có phản ứng gì hết trơn. Tôi tiếp lên một chữ thôi, cái đó là tiếp tay tụi nó lấn sân, nghe không? Cái chữ tiếp tay cái lấn sân. Như vậy thì theo như cái lời kêu gọi của cộng đồng thì chúng ta có một cái quyết định rất rõ ràng là cộng đồng đưa ra cái chuyện gì mà nó đúng theo cái nội quy điều 2 của trong cái nội quy của ban chấp hành cộng đồng thì chúng ta yểm trợ, còn cộng đồng kêu gọi những cái việc gì mà không đúng trong cái nội quy của điều 2 của trong bản nội quy cộng đồng thì chúng ta không, chẳng những không yểm trợ mà chúng ta phản đối, mà chúng ta còn thông báo cho đồng bào biết rằng là cộng đồng đã làm sai, cái đó là cái chúng ta nên làm đó. Không, cái việc đó là chúng ta phải làm chứ không phải nên làm nữa, tại vì sống trong cái xã hội chúng ta là cái người mà tai mắt của bà con, để mình dồn vào cái việc làm của cái nhóm của họ Cao Thắng. Hà Cao Thắng chúng ta tín nhiệm, bà con tín nhiệm để mà phục vụ cộng đồng, chứ chúng ta không có tín nhiệm Hà Cao Thắng lên để
kiến bà con. Mày phải làm theo tao, mày không làm theo tao là mày phản động. Thành ra Hà Cao Thắng có biết là cái trách nhiệm và cái nhiệm vụ của Hà Cao Thắng và Bạch Thành là phải phục vụ theo cái ý định, cái quan điểm chống cộng của cộng đồng. Nghĩa là phải lên án những cái việc mà xâm nhập của cộng sản. Chúng ta bầu cho Hà Cao Thắng lên để mà là cái tai mắt của chúng ta, mà Hà Cao Thắng nó biểu chúng ta phải giúp cho cộng đồng, giúp làm sao? Anh đáng lẽ anh phải thấy và anh phải mở đầu, anh phải làm chứ, anh phải làm trước, anh phải kêu gọi bà con người ta làm. Anh không làm, bà con người ta làm thì anh nói người ta gây chia rẽ. Anh nói rằng là sự xâm nhập của nhà độc tài cộng sản á, lấn sân của nhà độc tài cộng sản thì chúng ta phải tranh đấu. Bây giờ nó lấn sân đó. Nhưng mà nó cộng sản lấn sân rồi, đã làm rồi. Anh không làm vậy. Mà cộng đồng cũng tranh đấu thì bây giờ chúng ta có nghe lời theo ông Hà Cao Thắng hay không? Chắc chắn là chúng ta không nghe lời, chúng ta phải phản đối. Mà phản đối á, thì mỗi lần như vậy đó thì ông lên trên tất cả chuyện gì ông không nói, ông lên trên ông nói cộng đồng chia rẽ. Chia rẽ là ai? Chính ông Hà Cao Thắng, chính những người của ông đó là cái chia rẽ đầu tiên. Đầu tiên khởi đầu từ lúc ông Hà Cao Thắng này đó là trong kiện 300 vào cùng với ông Tiến, cùng với ông luật sư Ái đó, kiện cộng đồng. Rồi ngay cả ông chia rẽ bằng cách đó là khi mà ban chấp hành cộng đồng người ta làm đám dỗ ông Diệm, ông tổng thống Diệm, ông Diệm mà ông dành cái ngày đó ông muốn tổ chức Thiệu. Ngày dỗ ông Thiệu chứ, ông Nguyễn Văn Thiệu, ông dành cái đám dỗ cái ngày đó ông dành cho Nguyễn Xuân Trực. Rồi khi mà không được thì ông đi chia rẽ, ông đi nói rằng là ban chấp hành cộng đồng là không cho này kia các cái, ông gây ra cái sự đấu đá trong cộng đồng và ông gieo cái tiếng ác cho ban chấp hành cộng đồng của ông Huy. Đây là cái hành động chia rẽ mà chúng tôi sẽ cộng tác với ông để chống lại cái hành động chia rẽ này. Cái việc mà nhắc sẵn anh Thạch nói về cái vụ mà kiện cộng đồng á, chính Hà Cao Thắng này là góp tay vào cái vụ kiện cộng đồng. Đáng lẽ Hà Cao Thắng là cái người chủ tịch cũ thì đáng lẽ phải đứng ngoài cái việc kiện, mà chính Hà Cao Thắng là tiếp tay cho cái ông kiện cái chết cha. Chính Hà Cao Thắng làm cái bản hữu thệ ủng hộ bên kiện, và sau đó là Hà Cao Thắng tiếp tục đánh phá cộng đồng. Cụ thể là cái việc mà ông Nguyễn Trung Trực và họ không có tham dự vào tất cả những sinh hoạt cộng đồng trong lúc mà chờ kiện. Và khi mà Hà Cao Thắng, tại vì nhờ Hà Cao Thắng được các cái ông gọi là ông bố già đó, ông sắp xếp để cho vào Bến Thành, thì từ cái ngày mà vào nhận cái ban chấp hành đó, thì đã đưa một số tay sai lên đấu tố ban chấp hành, gọi người này là Việt Cộng, mọi người kia là Việt Cộng, gọi ông Huy Việt Cộng. Còn cái ông già đó, ông rất là côn đồ, ông đứng lên trước mặt Hà Cao Thắng, ông thách đố thằng nào mà dám ủng hộ ông Phô Huy đứng lên đây cho ta. Ông biết ông tôi đứng lên, ông cái giọng tôi, ông giọng ông biết, hay là ông thấy tôi, ông dám giọng tôi lắm á. Thành ra chính Hà Cao Thắng là cái người gây chia rẽ cộng đồng chứ không có ai cả. Anh đáng lẽ anh lên anh được nhận là ban chấp hành rồi, anh phải làm cái công việc là xoa dịu bà con, hợp tác, mời ban thành cũ vào, trong khi anh lại tìm đủ mọi cách, anh tính anh kiện Bố Huy này là về cái tội mà sử dụng tiền bạc này kia, anh bôi móc hồ sơ kế toán của Bố Huy trong thời kỳ, coi cái nào sai không. Chính anh Tiêu Bình đó, anh còn nhỏ, anh lớn lên tại Úc, sinh ra tại Úc, mà anh lại có cái tư tưởng giống như độc tài, làm quân nhân anh phải trung thực chứ. Anh lại theo đuôi của cái Hà Cao Thắng là đi bôi móc hồ sơ giấy tờ của coi như bên Bô Hình là có ăn gian tiền không, trong khi những cái hồ sơ báo cáo về tài chính của Hà Cao Thắng từ 2013 đến 2017, trong đó những lần tổ chức Tết không thấy báo cáo. Chỉ có cái kỳ vừa rồi á,
là báo cáo là được lời 80.000. Như vậy là những lần tổ chức Tết như vậy của Hà Cao Thắng trước có lời bao nhiêu, mà sao trong cái báo cáo mà chính thức gửi cho bên phe tư điện không có thấy báo cáo về vấn đề tổ chức, thì ai là cái người tẩu tán tiền ra đây, ăn gian tiền? Tại sao xảy ra cái việc thưa kiện một người mà đứng ra cái cương vị là chủ tịch cộng đồng, là chủ tịch cái giám sát phải biết rõ nội quy, tại sao ra những hợp đồng mà cho nên phải có cái vấn đề đó là thưa kiện, rồi giờ cái số tiền mà 300 mấy hay là thưa kiện ai chịu trách nhiệm? Bao nhiêu người hậu vệ thì phải thấy hậu vệ như thế nào, hậu vệ người cha tờ số liệu đó rõ ràng, nhưng mà không biết Hà Cao Thắng làm mục đích gì, mục đích là che cái cũ và bươi bóc cái mới. Chính Hà Cao Thắng khi mà nhậm chức là đã gây chia rẽ, đáng lẽ không gây chia rẽ, đáng lẽ hợp tác anh em đoàn kết thì họ chính Hà Cao Thắng mà gây chia rẽ. Ngay cả cái việc mà cứ lần nào Hà Cao Thắng lên giữ cái buổi tiệc của các hội đoàn thì đều chửi là bà và các bà con chúng ta gây chia rẽ, trong khi chính nào thắng mà cái người gây chia rẽ. Có một điều nữa này là từ khi mà Hà Cao Thắng lên làm chủ tịch, trước khi Hà Cao Thắng làm chủ tịch cộng đồng, Hà Cao Thắng đã về Việt Nam một thời gian khá lâu và qua trở lại là bắt đầu ứng cử vô ban chấp hành cộng đồng, và Hà Cao Thắng đã thắng với một cái số phiếu rất là
rất là cao, được sự tín nhiệm của Đồng Hương. Nhưng mà Đồng Hương đó thì từ khi mà đó, đó thì tất cả những cái vấn đề mà văn hóa vận của Cộng sản, chẳng hạn như là ca sĩ hay là cộng sản, giới chức của Cộng sản qua đây, hoàn toàn Hà Cao Thắng không có tổ chức biểu tình, không có phản đối, không có gì hết trơn. Tức là chúng tôi đặt cái vấn đề là trước khi mà Hà Cao Thắng về Việt Nam rồi qua đây đó, thì trong cái thời gian đó Hà Cao Thắng là có cái nhận cái lệnh gì, hay là có sao, hay là cái lý do gì mà Hà Cao Thắng không dám tổ chức biểu tình, kêu gọi tổ chức biểu tình chống văn hóa vận của Cộng sản như những cái thời gian trước đây, các vị chủ tịch trước đây và cộng đồng trước đây đã làm. Thì tới khi Hà Cao Thắng là dẹp bỏ hết tất cả những cái việc đó, ngay cả họ tổ chức rầm rộ ở Parramatta, treo cờ trên chiến tùm lum, không có một người nào phản đối cái chuyện làm của Cộng sản. Anh nói tôi nhớ, dù anh Nhượng nói cái vụ con khỉ mà bị miệng bịt mắt bịt tai, chắc là Hà Cao Thắng trong thời gian này tại anh bị hết thành ra không biết cái gì hết à. Cái gì? Vụ gì? Vụ con khỉ mà ở Nhật Bổ bên về nói đó. Rồi có thì Hà Cao Thắng này có vẻ cũng giống như vậy phải không? Tại vì những cái việc gì mà của Việt Cộng mà nó xảy ra đối với Việt Cộng thì Hà Cao Thắng không biết. Trong cái việc gì xảy ra đối với cộng đồng của mình thì anh là trong văn chương Việt Nam mình đó, cái bài thơ mà mẹ móc á, có cái câu đó là đắp tay mảnh mặt làm ngơ, tức là thấy cái việc gì cũng không thấy cả. Tượng hình của năm ông tướng kia te tua vậy, đập phá vậy, là mấy ông này cũng đắp tay mảnh mặt làm ngơ, phải không? Thành ra cái chuyện mà anh hỏi ví dụ mà ba con khỉ đó, thì đó là nó mang cái triết lý cao lắm. Con khỉ không thấy, tức là người Nhật đó là không thấy, là không thấy cái sự xấu, chứ không phải là nhắm mắt lại không thấy cái gì của người ta, việc tốt của người ta. Không nghe là không nghe cái lời nói xấu, chứ không phải là không nghe cái chuyện phải người ta, mà không nói cũng không nói cái lời nói xấu, tức là vẫn nói và nói lời nói tốt, tức là ba cái đó nó mang cái triết lý là tránh cái xấu, tránh cái đó. Còn ở đây mấy ông này nè, tôi lặp lại trong cái bài thơ mẹ móc có cái câu là đắp tay ngoảnh mặt làm ngơ, tức là đắp đôi tay lại ngoảnh mặt làm ngơ, ai làm gì làm, miễn là theo lối Việt Nam mình nói là cái mặt bay tiền tài bỏ túi đó, thấy không? Đại khái như vậy. Thì mấy ông này, cái việc mấy ông á, tôi lặp lại kỳ rồi, tôi có nói hai cái câu ca dao tục hơi tục đó hồi nãy, vào đầu chương trình tôi cũng nói, bây giờ nói lại đó, là mấy ông này là chỉ quen cái là chân mình thì dính cất mê mà lại đút đút đi rê chân người đó. Cái trường hợp, ngay cái trường hợp của này kia ở đây có xảy ra đó, thì đáng lẽ chúng ta nói theo lời cách tụi mình nói cái 2-3 năm đó, là cái chuyện lớn mình làm sao nó nhỏ xuống, chuyện nhỏ xuống làm sao cho nó hết đi, vậy thì anh em mình hòa thuận nhau. Còn chuyện tốt thì nhỏ mình nên làm cho nó lớn lên, rồi lớn lên làm lớn lên nữa, càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà mấy ông này là đứng trên mặt kia kìa, mặt đen á, cái mặt mà nếu mình nói mặt trắng mặt đen là tôi cho rằng mấy ông này đứng bên cái mặt đen, đứng cái mặt hắc ám đó, chứ không phải đứng trên mặt đen. Tôi cũng xin nói đó là nhắc cái ông Thắng, ví dụ như những cái việc mà buổi lễ của Nguyễn Ngọc Huy, buổi lễ của Ngô Đình Diệm, buổi lễ của Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Văn Thiệu, thì trong buổi lễ đó người ta tổ chức buổi lễ đó để vinh danh hoặc là để tưởng niệm, thì cái chương trình chính của chủ tịch cộng đồng là phải lên nói tới cái vấn đề đó, ca tụng đúng không? Ca tụng hoặc là chỉ trích hay là cái gì để nói trong cái chủ đề đó. Trong cái buổi lễ của Nguyễn Ngọc Huy thì lên nói chuyện cộng đồng, mà đánh phá cộng đồng, chia rẽ cộng đồng, mà chính ông là người đánh phá cộng đồng, chính ông là người chia rẽ cộng đồng, mà ông lên ông nói người này chia rẽ cộng đồng, người này kia đánh phá cộng đồng, thì cái chuyện đó ông phải biết rằng là mình làm chủ tịch cộng đồng mà người ta bầu mình làm ra, mặc dù mình dốt nhưng mà người ta bầu mình là mình phải cố gắng học hỏi, mình phải làm cái gì cho nó đúng, chứ không nó bầu lên rồi cái dốt cũng vẫn là cái dốt đối tào lao tào đế, thì cái chuyện đó thì đừng nên làm chủ tịch cộng đồng. Đó là cái chuyện này. Ông Hà Cao Thắng là cũng như con cháu của mình, nói thẳng vậy thôi. Ông đâu phải là ông dốt đâu, ông thuộc như bằng tiến sĩ lấy từ bên Trung Quốc mà,
tiến sĩ ông học ở Trung Quốc chứ đâu phải là tiến sĩ ông học biết đâu. Giám đốc đó, giám đốc facility manager phải dẫn đâu. Thì đó là vấn đề tôi xin xin đó. Thưa quý vị khán thính giả, cái phần nói chuyện của chúng tôi trong chương trình Thế sự kỳ 149 xin được tạm ngưng ở chỗ này và kính xin gửi tới quý khán thính giả những cái lời mà cảm ơn chân thành của bốn anh em chúng tôi cũng như của ban Thế sự, và chúng tôi xin hứa với quý vị độc giả rằng là ban Thế sự chúng tôi luôn luôn giữ vững cái lập trường chống cộng và lập có một cái lập trường tị nạn cộng sản vững chắc, và như đó làm cái cho tới lúc mà chúng tôi đã ra đi hay là đã sắp sửa đi tất cả đi về cái lòng đất là khi đó mới hết nói. Tôi thăm để có thời gian tôi gắn mặt á, mà là thứ ba tôi thấy anh Quân này, anh Thái anh Quân này là và từ giờ tôi nhớ tôi nhắc tôi cũng quên luôn cái lỗi tôi thay mặt anh Thái anh Thạch với anh Hùng cảm ơn quý tất cả quý khán thính giả quý bạn bè đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi vào mùa đông này, sau khi làm xong chương rền rồi đang mùa đông 6-7 độ này mà chúng tôi rất ấm lòng vì là quý vị đã gửi cho chúng tôi một vài cái món thức ăn rồi, và đó là cái tấm lòng của ít mà lòng rất nhiều, chúng tôi rất là trân trọng cái tấm lòng của quý vị. Xin thay mặt mấy anh em là chúc quý vị luôn luôn là an khang thịnh vượng mạnh khỏe. Xin cảm ơn anh Nhuận đã nhắc nhở chúng tôi về cái điểm thiếu sót đó và xin quý vị thứ lỗi. Và để kết thúc chương trình thì thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại cái buổi lễ ra mắt của cái Hội đồng Người Việt gốc tị nạn Úc Châu, Australian Vietnamese Refugee National Council Corporation. Cái hội đồng này sẽ được ra mắt vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, 17 tháng 8 tại nhà hàng International ở đường Canavel ở trên lầu đó. Xin quý vị nào đã ghi tên thì xin quý vị có mặt vào lúc 11:30 để cho chúng tôi sắp xếp bàn ghế và chỗ ngồi. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả và xin kính chào quý vị khán giả.